Chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer và lại là mình Nami đây. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của tuần này. Và ngày hôm nay thì chúng mình sẽ build một bộ PC nhỏ nhỏ, xinh xinh bé bé ETX. Và không phải là những cái bộ 20-30 triệu như những video lần trước đâu. Mà ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng làm sao kết hợp tất cả những cái linh kiện mà xịn sò đỉnh cao nhất bây giờ, như là Core i9-10900K hay là RTX 3080 chẳng hạn, để xem là khi mà các em ý kết hợp với nhau ở trong một cái môi trường kiểu bó bé chật hẹp như thế thì có hoạt động tốt hay không nhá. Và bật mí một xíu xíu trước khi vào video thì ngày hôm nay bộ cây của mình sẽ có giá dao động khoảng là 60 triệu đồng. Còn thôi, bây giờ để chi tiết như thế nào thì chúng ta sẽ đi vào phần sau ngay thôi nhé. Bắt đầu thôi, intro nào. Nếu như các bạn hỏi mình đâu là chiếc CPU mạnh nhất dành cho gaming tại thời điểm hiện tại thì câu trả lời chắc chắn sẽ là Core i9-10900K. Ngay từ khi ra mắt thì mình đã rất ấn tượng với bạn này rồi, bởi vì cái khả năng gaming khủng khiếp của em nó so với thế hệ trước. Bên cạnh đó thì cái số nhân ở đây đã lên là 10 nhân, cũng như là cái khả năng Epsung của 10900K có thể lên tới là 5GHz, kể cho là bạn có dùng cái tản nhiệt khí đi chăng nữa. Và đặc biệt là cái thời điểm đầu khi mà ra mắt thì 10900K thực sự là rất khan hiếm, rất là khó để mua được. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì đã dồi dào hàng hơn rất là nhiều, và các bạn có thể dễ dàng tìm mua một em 10900K này tại tất cả các chi nhánh của Hà Nội Computer nhé. Và tiếp theo, để đi kèm được với chiếc 10900K này, chắc chắn chúng ta sẽ cần một chiếc main ETX hạng nặng phải không nào? Và ở đây thì mình thấy không có gì phù hợp hơn bằng chiếc ROG Strix Z490i này đến từ nhà Asus. Ở đây thì thiết kế nói chung là màu đen sáng, và mình thấy rất thích cái hai tông màu này khi kết hợp với nhau, để vào trong cây thì nhìn khá là sang, không bị rối mắt. Tiếp theo là về các cổng kết nối, thì như các bạn có thể thấy ở đây là để sắp xếp một cách rất khoa học, bởi lẽ là nếu như anh em nào trước đây mà có từng chơi các bộ ETX ấy thì sẽ biết được rằng cái sự khó khăn đến nhường nào khi mà chúng ta đi dây, phải không? Nên là cái việc sắp xếp khoa học các cổng kết nối như thế này là một điều thực sự là đáng khen. Và tiếp theo thì ở đây chúng ta có thể thấy như mặt trước thì toàn bộ đã được chắn bởi phần tản nhiệt rồi. Có một điều ở nhỏ nhỏ đây mà mình thấy tôi thích trên chiếc bên này, đó là ở phần VRM này sẽ có một chiếc quạt khí mini. Bởi vì nếu như các video trước, nếu như anh em nào có xem thì chắc chắn sẽ biết rằng là chiếc CPU 10900K này chúng ta tốn tiện đến mức nào, phải không? Bây giờ thì cùng lật ra mặt sau nhá, phía IO thì các bạn có thể thấy là Asus vừa hào phóng lại cũng vừa ghi bo. Hào phóng ở chỗ là mình thấy ở đây có tới 8 cổng USB, trong đó thì sẽ có 7 cổng Type-A, 1 cổng Type-C, 1 cổng HDMI, 1 cổng DisplayPort và có cả anten Wi-Fi 6. Nhưng mà key bo ở chỗ là phần cổng âm thanh. Nếu như hết chỗ thì không nói, nhưng mà ở đây thì khoảng trống khá là rộng, mà Asus lại để cho chúng ta chỉ có 3 rách cho phép xuất âm thanh 2.1 ra mặt sau. Nên là nếu muốn dùng thêm 5.1 hay là 7.1 như chip F1220A hỗ trợ thì các bạn buộc phải dùng thêm cổng audio mà trước cây, và nhìn như thế thì cực kỳ mất thẩm mỹ, phải không nào? Tiếp theo là về RAM thì ở đây mình có lựa chọn bộ đôi Corsair RBX Venison 16GB và bus 3000. Thực ra là với CPU cũng như mainboard ngày hôm nay mình lựa chọn thì chúng ta có thể hỗ trợ cho những cái bus cao hơn là 3200 hay 3600. Tuy nhiên là nếu mà so về trong chơi game ấy, thì hiệu năng không quá chênh lệch. Mà một lý do đặc biệt hơn nữa mà mình lựa chọn bộ đôi này đó chính là hai bạn này sẽ thuộc dạng là RAM lùn nhá, thì nó sẽ rất phù hợp với lại cái chiếc nóc tua mà ngày hôm nay mình chọn là NHD15. Đây, tan. Thật sự là bạn này thì hơi nặng, thế nên là mình cần cái sự hỗ trợ của đạo diễn để mang ra. Đây là chính xác là chiếc NHD15 nóc tua. Có hai lý do mà mình sử dụng chiếc NHD15 này trong bộ máy ngày hôm nay. Thì thứ nhất, đó là với những bộ máy ETX thì rất hạn chế cái khả năng hỗ trợ các tản nhiệt all-in-one. Và thứ hai là hiệu năng của chiếc NHD15 này thì trong cái bài review 10900K mình đã làm ở lần trước thì em nó hoàn toàn có đủ khả năng sử dụng, kể cả khi mà mình đã ép xung lên tới là 5GHz. Và thôi, tản nhiệt thì cũng đã xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, đó chính là về SSD. Ở đây thì mình sẽ sử dụng SSD Western Digital SN750 Black. Và nếu như các bạn có để ý thấy ấy, thì chúng mình gần như luôn lựa chọn em nó cho các hệ thống gaming cao cấp. Và bộ máy này thì cũng không phải ngoại lệ rồi.
Ngoài cái mức giá phải nói là rất hấp dẫn ra thì so sánh với những chiếc SSD NVMe cao cấp khác thì cái tốc độ đọc ghi của nó cũng rất ấn tượng, lên tới là 3,4GB trên dây đọc và 2,6GB trên dây ghi ở cái phiên bản 500GB này mà mình đang sử dụng. Còn về vấn đề tản nhiệt thì cũng không phải bận tâm, bởi mặc định trên chiếc Z490i mình sử dụng ngày hôm nay thì đã kèm sẵn một tản nhiệt NVMe rồi. Kể cả khi mà không có slot ở phía sau main thì cũng không phải lo lắng, vì mình cũng chưa thấy SSD nào chết vì quá nóng cả. Và cuối cùng thì tốt nhất, mạnh nhất, xịn sò nhất chắc chắn phải là RTX 3090 rồi. Thế nhưng mà nếu như so về hiệu năng trên giá thành mà lại còn ở độ phân giải 2K thôi thì thực sự đây là một nỗi thất vọng, khi mà RTX 3090 chỉ chênh hơn so với RTX 3080 có vài phần trăm thôi các bạn ạ. Mà thực tế là trên thị trường Việt Nam hiện nay thì cũng vẫn chưa có một chiếc nguồn nào đạt công suất là 1000W cả. Thế nên là bản thân mình không thể yên tâm khi mà sử dụng trong video ngày hôm nay. Nên chính vì lý do đó, sản phẩm ngày hôm nay mình lựa chọn sẽ là RTX 3080, dòng TUF của nhà Asus. Và tại sao mình lại lựa chọn bản này? Thì thứ nhất, cái lý do là về hiệu năng gần như là tương đương với 3090. Cái thứ hai là về giá thành rồi, chắc chắn là mềm hơn rất nhiều. Cái thứ ba là về tiêu thụ điện năng ít. Và cái cuối cùng mà mình thực sự quan tâm ở đây này, đó chính là về cái khả năng tản nhiệt của bản này. Và theo như những cái trang review quốc tế thì cũng như những trải nghiệm của mình thì chiếc TUF 3080 này có khả năng làm mát tốt nhất hiện tại, và đó là điều cực kỳ quan trọng trong các cái bộ máy cỡ nhỏ như thế này. Và để cấp nguồn cho toàn bộ máy của chúng ta ngày hôm nay thì ở đây mình sẽ lựa chọn là chiếc SF750 Platinum đến từ nhà Corsair. Như các bạn có thể thấy ở đây thì kích thước đây, đây là kích thước của một chiếc nguồn trong bộ máy cỡ ITX, khá là nhỏ nhắn xinh xắn phải không nào. Ở đây thì mình có thể thấy rằng là cái chiếc nguồn này là chiếc nguồn MSX lớn, có công suất lớn nhất ở Việt Nam tại hiện tại, các bạn có thể tìm thấy rồi. Và bên cạnh đó thì giá thành thực sự không phải là rẻ. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có chứng chỉ là 80 block platinum. Cũng như là bên cạnh đó thì đây, cái phần dây này, dây nguồn được bọc dù toàn bộ từng dây một, chứ không phải là cái dây kiểu dây nhựa như bình thường đó. Nên nhìn trông rất là sang chảnh và lịch sự hơn nhiều phải không? Và vậy là tất cả các linh kiện mình đã giới thiệu gần như đầy đủ, từ chip, main, rồi RAM, rồi nguồn SSD, card vân vân và mấy mây. Thì một nhân vật cuối cùng ngay sau đây sẽ xuất hiện để ôm trọn tất cả những đống linh kiện này, đó chính là Ta-da-da-da-da-da. Xin giới thiệu với các bạn chiếc vỏ cây Lianli TU150. Và cái cảm giác đầu tiên khi mà mình sờ vào đây ấy, đó là cái sự mát lạnh đến từ cái lớp nhôm chứ danh Lianli mà không một nhãn hàng nào trên thế giới có thể đạt được cái mức độ hoàn thiện như thế này cả. Và đó thì như các bạn có thể thấy, Lianli cũng khá chu đáo khi thiết kế tay cầm dạng thông minh. Khi mà không dùng thì nó sẽ chìm xuống như thế này, và chỉ cần nhấc nhẹ lên là chúng ta có thể nhấc cây đi dạo chơi xung quanh khắp nơi rồi. Và tải trọng của tay cầm này là lên tới 30 cân, thế nên là anh em không phải lo về vấn đề rơi rụng nhá. Mọi thứ đã xong, tất cả đã sẵn sàng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần highlight lắp máy nhá. Mình từng build, thực sự là nó về cả nghiện đen lại nghiện bóng luôn các bạn ạ. Và ở đây thì mình sẽ đặt cho các bạn một câu hỏi, đó chính là các bạn có biết hiếp dâm là gì không? Ok, và bây giờ sẽ là cái minh chứng rõ nhất cho cái định nghĩa của việc hiếp dâm là như thế nào nhá. Đây, mặt kính của cái chiếc vỏ cây này thì tháo ra rất là dễ dàng, các bạn có thể chỉ sờ vào bên trong. Ở đây, như các bạn có thể nhìn thấy thì toàn bộ chiếc Nocturne HD15 cũng như là chiếc CRTX 3080 đã ăn hiếp toàn bộ chiếc mainboard Z490i của mình rồi. Và bây giờ thì mình không thể nào nhìn thấy một phần thân thể nhỏ bé của em ấy hiện hữu ở trên đây cả. Còn về đèn LED thì sao? Các bạn có thể nhìn kỹ một chút xíu nhá, thì chúng ta sẽ có một tí ánh sáng hắt le lói ra ở phía cuối bên đường ở phần góc của CRTX này. Nhưng mà ở đây thì mình chưa cài nên là nó cũng chưa lên đèn, nên là thôi các bạn thông cảm nhá.
Rồi tiếp theo thì về phần dây đi. Thực sự thì phần dây nó luôn là cái vấn đề đối với tất cả những bộ máy ITX nói chung, và chiếc TU150 của mình này thì cũng không phải là ngoại lệ. Mà bản thân là đã cố gắng từ chiều tối của ngày hôm qua cho đến chiều tối của ngày hôm nay rồi mà vẫn không thể nào làm nó có thể gọn gàng hơn như thế này, là kiểu quá cố gắng lắm rồi ấy các bạn ạ. Còn nếu như bạn nào muốn gọn gàng á thì có lẽ chắc chắn chỉ có những cái mua đun dây custom theo chiều dài của cây thôi thì mới có thể xử lý được cái vấn đề này. Còn bây giờ thì trước khi mà đi vào với cái phần test game thì mình sẽ có một chút xíu nhỏ muốn nhắc đến cho các bạn. Và đặc biệt là nếu như bạn nào đã sử dụng mainboard của Asus rồi thì sẽ có lẽ biết là chúng ta sẽ bật AI Optimize trước khi mà đi vào sử dụng nhá. Còn nếu như anh em nào chưa biết AI Optimize là gì thì chúng mình cũng đã có một cái video về vấn đề đó, thì mình sẽ để link ở góc trên này này, anh em bấm vào để xem nhé. Còn bây giờ thì sẽ đi vào nội dung chính thôi. Và kết quả các bạn có thể nhìn thấy sau khi mà bật lên thì hệ thống đã tự động ép xung CPU lên là 4.9 GHz. Thực ra ở đây thì có thấp hơn 100 MHz so với tiêu chuẩn, nhưng mà có lẽ là về cái vấn đề lưu thông nhiệt trong cây. Vì bình thường thì với NHD15 thì mức dung AI Optimize nhận được là khoảng 5GB nếu như tản nhiệt tốt nhá. Về bộ đôi 10.900K và RTX 3080 thì thực sự là mình cũng đã test rất nhiều trước đây rồi. Và nói chung ở đây tóm gọn một chút để các bạn có thể dễ hiểu rằng là bộ đôi này sẽ giúp cho các bạn chơi mượt mà các cái tựa game mới nhất, đình đám nhất hiện nay ở cái độ dân phân giải 4K với 60fps và 2K 144fps. Còn vấn đề chính mà mình quan tâm ở đây ấy, là nhiệt độ khi mà chúng ta nhét những gì nóng nhất vào trong một bộ máy nhỏ nhất như thế này. Thì nhiệt độ khi chơi game có thể nói ở mức an toàn khi mà dao động xung quanh 85 độ C trên CPU và 70 độ C ở GPU. Nhưng khi mình thử nghiệm nhiệt độ bằng RAM 95, mức Small FFTS, đây cũng là mức stress cực kỳ mạnh mà rất ít phần mềm có thể đạt tới. Thì ngay lập tức hiện tượng throat xuất hiện bởi vì CPU quá nóng khiến xung nhịp không thể giữ ổn định ở mức 4.9 GHz. Tuy nhiên là các bạn cũng không phải lo lắng quá vì theo những gì mà mình sử dụng, hệ thống tản nhiệt của máy vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng từ gaming cho tới dựng video thoải mái nhá. Vậy là video của mình ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi, cũng như là một em máy ITX mới lại được ra đời. Các bạn thấy sao về bộ máy này, cũng như là có những ý kiến đánh giá gì hãy cùng comment xuống phía bên dưới để mình được biết với nhé. Còn bây giờ nếu như xem đến đây rồi thì cũng đừng quên ngần ngại bỏ lại một like, một share cũng như là subscribe kênh và nhấn quả chuông thông báo phía bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào tiếp theo của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.